Hai anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Coi 68 TV. Lại là mình, Mason đây. Ở video lần trước thì Mason đã liệt kê cho anh em những dự án tiềm năng trên Telegram giúp anh em có thể tham gia và kiếm lợi nhuận cao, bao gồm Captizen, Hamster Combat, Pirate Fanzine, Loom và Docs. Và đến video phần 3 lần này thì Mason sẽ lại mang đến cho anh em những tựa game có thể đã ra mắt rất lâu nhưng cũng chỉ mới ra mắt gần đây thôi trên Telegram, nhưng có backer cực khủng và giúp cho anh em khi tham gia có thể nhận airdrop sương sương vài trăm USD như Notcoin chẳng hạn. Ok, thì không để anh em chờ lâu hơn nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đến với dự án đầu tiên là Lost Dog. Thì đây là một tựa game click to earn với đối chơi vô cùng đơn giản. Là anh em chỉ cần dự đoán hình ảnh sẽ có số lượng bình chọn nhiều nhất mà anh em sẽ sử dụng token Bon để bình chọn cho chúng. Nếu anh em bình chọn đúng thì sẽ nhận được token Wolf trong game và token Not của Notcoin. Chắc một vài anh em ở đây sẽ có một thắc mắc rằng tại sao lại có phần thưởng là token Not của Notcoin ở đây. Tại vì tựa game này được chính đội ngũ của Notcoin phát triển luôn, nên là anh em có thể an tâm về độ uy tín và tham gia ngay để có thể kiếm được lợi nhuận nha. Cách thức tham gia thì vô cùng đơn giản thôi. Anh em sẽ truy cập vào đường link mà Mason sẽ để dưới phần mô tả. Sau đó anh em sẽ chọn một trong ba hình mà anh em thấy có khả năng sẽ được bình chọn cao nhất và anh em sử dụng token Bones để có thể bình chọn cho chúng. Nếu anh em dự đoán đúng và chiến thắng sẽ nhận được token Wolf và token Not. Tuy nhiên thì token Not anh em chỉ nhận được khi chiến thắng lần đầu tiên thôi nha. Nếu anh em muốn có thêm token Bones để có thể tham gia bình chọn vào các hình ảnh tiếp theo thì có hai cách. Một là swap từ token Not sang token Bones trên mini app này luôn. Và hai là anh em mời bạn bè để nhận thêm Bones. Với anh em nào có tài chính không nhiều như là Mason chẳng hạn thì có thể mời bạn bè để nhận thêm Bones để dự đoán. Còn anh em nào có tài chính vô biên á thì có thể mua token Not trên các sàn sách rồi nạp vào ví và từ đó có thể swap sang token Bones nhé. Đến với dự án thứ hai là OKX Racer. Thì đây là tựa game click to earn được phát triển bởi chính sàn sách OKX luôn, cho phép người dùng tham gia dự đoán giá Bitcoin lên hoặc xuống trong vòng 5 giây để có thể nhận được POI thông qua mini app trên Telegram. Có thể nói đây là một trong những mini app xịn sò nhất từ trước đến giờ do một trong những sàn sách top đầu của thị trường crypto là OKX phát triển, nên là anh em có thể yên tâm mà tham gia nha. Cách thức tham gia thì cũng vô cùng đơn giản thôi, anh em truy cập vào đường link mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Sau khi truy cập vào đường link thì anh em sẽ tiến hành dự đoán giá Bitcoin lên hoặc xuống trong vòng 5 giây. Nếu anh em chọn Moon là dự đoán lên và Doom là dự đoán xuống nha. Và nếu anh em dự đoán đúng thì sẽ nhận được POI. Ngoài ra thì anh em còn có thể kiếm thêm được nhiều POI hơn bằng cách là tham gia các nhiệm vụ tương tác mạng xã hội, mời bạn bè và hoàn thành KYC kết nối với sàn OKX là ok nha. Đến hiện tại thì Mason cũng chưa biết là OKX Racer sẽ airdrop cho người dùng bằng token gì. Có thể là token OKB của sàn OKX hoặc là một token riêng của sàn OKX Racer cũng không chừng. Nếu vậy thì đây là một mini app rất là ngon ở thời điểm hiện tại mà anh em cần tham gia ngay để có thể nhận airdrop trong tương lai. Dự án thứ ba là Poker Sweat. Thì đây là một tựa game tag to earn trên SNA để lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng là Pokemon. Tham gia vào Poker Sweat thì người chơi sẽ tap liên tục vào màn hình để kiếm gold và các token khác như là Friend, Stone để nhận được airdrop trong tương lai, tương tự như là Notcoin vậy đó. Cách thức tham gia thì cũng vô cùng đơn giản thôi, anh em sẽ truy cập vào đường link mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Sau khi truy cập vào link thì anh em sẽ tap liên tục vào màn hình để nhận gold. Và từ gold anh em sẽ nâng cấp level của nhân vật của mình lên level 14 để có thể kiếm được token Stone nha. Ngoài ra thì anh em có thể hoàn thành các nhiệm vụ như là tương tác mạng xã hội để nhận thêm gold và mời bạn bè để nhận thêm token Friend. Theo như những nguồn tin mà Mason nhận được mang tên là Just Me Pro thì có khả năng token Stone sẽ được list trong tháng 8 này, nên là anh em hãy nhanh tay tham gia và tap liên tục để có thể kiếm được token Stone nha. Đến với dạng thứ tư là Banana. Thì đây là một tựa game tap to earn tương tự như Notcoin luôn. Thì khi anh em tham gia sẽ tap liên tục vào hình trái chuối ở giữa màn hình, thì khi đó anh em sẽ nhận được điểm Pills. Thì khi đủ điểm Pills rồi thì anh em sẽ tiến hành thu hoạch một trái chuối bất kỳ. Điểm đặc biệt của dự án này thì khi anh em may mắn có thể mở ra được một trái chuối có giá trị lên đến là 500 USDT, và lúc đó anh em có thể bán ra ngay để có thể kiếm được lợi nhuận. Một điểm đặc biệt khác là dự án Banana này có một backer cực khủng có tên là CARV. Thì đây là một dự án cơ sở hạ tầng dành cho gaming và AI, đã gọi vốn hơn 50 triệu USD từ nhiều quỹ đầu tư như là Tribeca Capital, IOSG Ventures và OKX Venture vân vân. Thì từ đây anh em có thể yên tâm mà cày cuốc mạnh để có thể ăn được airdrop khủng nha. Cách thức tham gia thì cũng vô cùng đơn giản thôi, anh em sẽ truy cập vào đường link mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Sau khi truy cập vào đường link, anh em sẽ tap liên tục vào hình ảnh trái chuối ở giữa màn hình để nhận được điểm Pills. Và sau khi đủ điểm Pills rồi thì anh em sẽ thu hoạch được một trái chuối bất kỳ nha. Nếu anh em may mắn thì anh em sẽ có thể thu hoạch được một trái chuối có giá USDT từ 0.01 USDT là nhỏ nhất.
và 500 USDT là cao nhất. Sau đó anh em có thể bán chúng và có thể kiếm được lợi nhuận ngay nha. Ngoài ra, để kiếm thêm bills thì anh em có thể hoàn thành các nhiệm vụ in-game và dùng bills để thu hoạch một trái chuối bất kỳ để thử vận may nha anh em. Đến với dự án thứ 5 là Trip Bạc Ti. Thì đây là một tựa game click to earn có lối chơi tương tự như Cartesian. Anh em cần thực hiện ghép xe liên tục để có thể hoàn thành nhiệm vụ và kiếm được đồng DRFT của dự án. Đáng chú ý thì tựa game Trip Bạc Ti này được phát triển bởi Tongtong Games. Thì đây là một nhà phát hành hỗ trợ các dự án muốn ra mắt cái tựa game mini app trên Telegram đã được Binance Labs rót vốn sau khi Tongtong Games đã chiến thắng tại MVP mùa thứ 7 của PNB Chain. Sau khi nghe các thông tin cực xịn sò về game này thì anh em còn không mau mau nhanh tay để tham gia và có thể kiếm được airdrop cực khủng trong tương lai thôi nè. Cách thức tham gia như sau, anh em sẽ truy cập vào đường link mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Sau đó anh em sẽ bắt đầu chơi bằng cách mua xe và ghép xe để hoàn thành các nhiệm vụ và nhận token DRFT. Ngoài ra anh em có thể tham gia vào các nhiệm vụ tương tác mạng xã hội hoặc là mời bạn bè để có thể kiếm được token DRFT nhiều hơn nha. Kèo này thì chỉ mới ra mắt vào ngày 2 tháng 8 thôi, nên là vẫn còn rất sớm, nên là anh em hãy tham gia ngay để có thể kiếm được lợi nhuận khủng cho tương lai nha. Đến với dự án thứ 6, cũng là dự án cuối cùng trong video lần này là Tomarket. Thì Tomarket là một nền tảng giao dịch phi tập trung thế hệ mới, cho phép người dùng giao dịch B2B các loại tài sản như là Reward Asset nè, Points Airdrop nè, Remarket Token nè, Crypto hoặc là Bond Yields vân vân. Thì Tomarket đã gọi vốn thành công với số tiền chưa được tiết lộ từ Bitget Wallet và Frogside X, nên là anh em tham gia kèo này có thể yên tâm là dự án sẽ airdrop khá xịn cho anh em đó nha. Hiện tại thì Tomarket chưa ra mắt nền tảng giao dịch của mình mà chỉ mới ra mắt từ game Tap to Earn, cho phép người dùng tham gia có thể kiếm được ngay token Tomato trong mini app luôn. Cách thức tham gia thì cũng vô cùng đơn giản thôi. Anh em sẽ truy cập vào đường link mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Sau đó anh em sẽ check in lần đầu tiên khi mới bước vào app, và anh em hãy nhớ check in mỗi ngày để có thể nhận được token Tomato nha. Sau khi check in xong thì anh em sẽ chọn Start Farming để farm token Tomato. Cứ mỗi 3 tiếng thì anh em sẽ vào claim và bắt đầu farm tiếp token Tomato. Bên cạnh đó, anh em sẽ tham gia vào game Tap to Earn của Tomarket để có thể nhận được token Tomato. Từ game này sẽ có lối chơi tương tự như là Plum. Anh em tham gia vào chỉ cần tap vào trái cà chua và ném những quả bom ra là được rồi. Lưu ý là anh em chỉ có thể tham gia vào từ game Tap to Earn này bằng cái vé mà anh em sẽ thu thập được khi check in mỗi ngày hoặc là làm nhiệm vụ thì mới có được. Để có thể kiếm thêm được token Tomato và vé để chơi game thì anh em có thể hoàn thành các nhiệm vụ ở một task và mời thêm bạn bè ở một friend nha. Ok, vậy là Mason đã cùng anh em điểm qua thêm được 6 dự án tiềm năng trên Telegram giúp anh em có thể tham gia và kiếm được lợi nhuận khủng, bao gồm Lost Dog, Ocak Racer, PokeSweat, Banana, Trip Bạc Ti và Tomarket. Hiện tại thì các tựa game thông qua mini app trên Telegram xuất hiện liên tục. Mason cũng không biết là sẽ có phần 4 hay phần 5 cho cái series này không nữa. Nếu Mason có bỏ qua dự án nào tiềm năng trên Telegram thì anh em hãy comment cho Mason biết ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Link tham gia của các dự án trong video lần này thì Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả cho anh em có thể dễ dàng tham gia nha. Nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy để lại một like và một subscribe cho Coin68TV nhé. Mình là Mason và hẹn gặp anh em tại các video tiếp theo.